Hey no, xèo tất cả anh em nha, mình là LTL đây, đẹp trai MS03 đến từ Bắc Giang, ok. Cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGBF NTN của mình nha. Ok, như anh em cũng biết thì acc tâm huyết của mình hiện tại vẫn chưa lấy được nha anh em ơi. Thì mình đã nhờ đủ mọi người rồi anh em ơi, đã nhờ Gana, nói chung là tất cả mọi người rồi, chùm lấy acc các thứ này, xong bắt đầu solo các kiểu anh em ơi. Solo 4422 các thứ, nhưng mà cuối cùng nó vẫn không trả acc mình anh em ơi. Thì nói chung hôm nay mình quyết định, không biết là cái quyết định này của mình liệu có đúng hay không đây. Con acc của mình đây nha anh em ơi. Đấy, apply này anh em ơi, đây 67.000 like nha anh em ơi. Đấy, nhớ chưa? Khá là VIP anh em ạ. Đấy, thẻ Boya mình mua không trượt mùa nào anh em ơi, nhưng mà không thể lấy được anh em ạ. Thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ bỏ con acc đấy anh em ơi. Mình sẽ từ bỏ con acc đấy. Và mình sẽ quyết định là mình sẽ chi ra 10 triệu để mình sắm con acc mới nha anh em ơi. Thì hiện tại là mình nghe nói là Sima anh em ơi, thì quân đoàn Sima có một bạn đang muốn bé acc anh em ạ. Thì mình quyết định là mình sẽ cầm 10 triệu mình sẽ mua con acc ở quân đoàn Sima anh em ơi. Thì theo anh em là có hợp lý hay không? Thôi anh em ạ, đành vậy thôi anh em ơi, chứ bây giờ không lên được thì mình cứ làm như này mãi thì anh em lại cứ nghĩ là đây là còn tiền, mình không muốn đâu anh em ơi. Nên là mình sẽ bị sắm con acc mới, mình sẽ từ bỏ, mình sẽ không tìm cách lấy lại con acc này nữa nha anh em ơi. Đấy, quả anh em là tin tưởng mình, muốn mình lấy lại được. Hay anh em muốn mình kiểu như là không từ bỏ con acc đấy thì anh em bấm like và comment cho mình biết nha, thì mình sẽ suy nghĩ lại. Thì bây giờ trước hết là mình sẽ nhắn tin cho Sima để mình mua con acc 10 triệu kia mình chơi trước nha anh em ơi, mình quay cho anh em xem nha. Ok, mình hôm nay mình quyết định như vậy anh em ạ. Ok, tất cả anh em ơi, thì mình đã nhắn tin thành công và Sima đưa acc cho mình nha anh em ơi. Thì đây là một bạn ở quân đoàn Sima anh em ạ, thì bạn ấy nghỉ game nha anh em ơi. Đấy, mình quyết định là mua con acc này với giá 10 củ anh em ạ. Đấy, thì anh em thử xem là con acc này liệu có ok với cái giá 10 củ hay không nha anh em ơi. Và theo anh em là liệu mình có chơi được con acc hay không nhá. Đấy, nói chung là mình quyết định là mình sẽ từ bỏ anh em ạ. Đấy, thì theo anh em là như thế có hợp lý hay không? Mình quyết định là mình sẽ cho không con acc đấy anh em ơi. Giờ không biết như nào anh em ạ. Nếu như anh em muốn mình cố gắng tìm cách lấy được acc nữa thì anh em có thể bấm like clip này nha anh em, còn không thì anh em muốn mình bỏ thì anh em mình quyết định là bỏ clip đấy, à nhầm, mình quyết định là bỏ con acc để kiểu như là chơi con acc mới này, quay clip cho anh em xem, thì anh em nhớ đăng ký kênh và bình luận bên dưới nha anh em ơi. Thôi nói chung là mình quyết định rồi anh em ạ, đấy mình đã quyết định là bỏ ra 10 củ để mình mua con acc này rồi, thì mình sẽ review cho anh em nhá. Thì con acc này hiện tại đang có 1 triệu vàng anh em ơi, và tủ đồ của nó thì mình kiểm tra nào. Con acc này an sinh anh em ạ, hình như là mới đầu là con gái chơi anh em ơi, nhưng mà chắc là muốn bán, nhưng mà mình chơi đồ lam là chính anh em ơi, mình quyết định là mình sẽ thay nhân vật lam anh em ơi. Đấy, con đoàn Zerik của Sima anh em ơi, thì đầu của nó có 246 cái đầu anh em ạ, ba cái đầu đỏ nha anh em ơi. Đấy, đầu vàng rất là nhiều con này anh em ơi, 248 cái đầu cơ mà anh em. Đó, anh em giờ thì mình thấy có mấy cái bộ cũng khá là xịn sò này. Đấy, thì mình nghĩ là chắc là cũng có thể chơi được cái có cả ma búp bê này anh em ơi, anh em thấy chưa? Cũng khá ok đúng không anh em ơi? 10 củ con này cũng khá ok này, nhưng mà mình cũng biết là sợ cái súng như nào anh em, nhảy tí mình sẽ vào mình sâu nhá. 519 cái áo anh em ơi. Đấy, anh em 519 cái áo, có cả áo đá bóng các kiểu này anh em ơi. Đó, từ từ mình sẽ sâu từ từ. Ui, một cái áo 7 đá áo của Trần anh em ơi. Đấy, áo của Trần nó đá bóng các kiểu này, áo Boya đây này. Ui, con acc này mình nghĩ 10 củ có khi lời đấy anh em ạ. Lẹp con acc này chắc phải mấy chục củ đấy mà bán cho mình 10 củ đúng không? Sima là người bạn tốt của mình thật mà anh em ơi. Đấy, anh em thấy chưa? Rất là nhiều đồ nha anh em ơi, 519 cái áo cơ mà anh em. 519 cái áo, 323 cái quần. 323 cái quần thôi anh em ạ. Quần thì chắc cũng liền cây cái áo rồi anh em ơi, mình không phải sâu nhiều này. Đây có quả quần này trông khá đẹp này, nhưng mà bộ đồ khá đẹp này. Đấy, 290 đôi giày nha anh em ơi. Đây có một đôi giày chép này anh em ơi. Đấy, chung là cũng khá là ok rồi anh em ơi, khá là ok đúng không? Đây có quả đầu đây này. Uầy, cả đầu quỷ giá xoa này anh em ơi. Đấy, đầu thỏ khá ok rồi anh em ơi. Đấy, mặt nạ cốt Baria này, đầu quỷ giá xoa, đầu thỏ này, đầu bảy đá này. Thôi mình vẫn thích đầu thỏ hơn anh em ơi, nó ngầu hơn anh em ạ. Đây mình sẽ trang bị một cây đồ có thể mình mặc thường xuyên anh em ơi. Đây, mình quyết định mình sẽ mặc quả cây đồ này nha anh em ơi, trông nó hơi ngáo ngáo tí nhưng mà mình thấy cũng khá đẹp. 14 cái đồ liền cặp anh em ạ, anh em thấy chưa? Đó, 14 cái đồ liền cặp nữa, đây có cả bộ khủng long này khá là hiếm này anh em ơi, đây 5 bộ đồ chưa mở anh em ơi. Hành động thì mình kiểm tra. Ui, hành động đỏ có 4 cái nữa này anh em ơi. Hành động súng hình như không có anh em ơi, hình như có không hành động súng này, có hành động danh huyền thoại anh em ơi. Đấy, 79 cái hành động anh em ạ. 7 cái sợi wing nha anh em ơi. Đấy, để anh em có thể lướt vào này anh em ơi. Đấy, anh em bây giờ có một cái hành động có thể biến hình được nha anh em. Hiệu ứng không có, 114 cái ba lô rồi anh em ơi. 85 cái hoàm sát, hai cái ván trượt và 107 cái ván lướt. Chung khá ok anh em, nhảy siêu xe có 17 con Lamborghini này, 18 con xe máy này, 10 con xe thính này anh em ơi. 8 con xe ấy này, 11 con xe quân đội anh em ơi. Đấy, nói chung khá là ok rồi anh em. 272 cái ảnh lên, 272 cái ảnh lên anh em ơi, và 402 cái ảnh bìa. Con số quá khủng khiếp, để xem các bạn chơi từ bao giờ anh em, bao lâu nhá. Các bạn chơi từ bao lâu ta để mình kiểm tra. Ui, chơi từ mùa 6, mùa 5 luôn kìa anh em ơi. Quá khiếp anh em ơi, mình mua được con acc 10 triệu, 10 triệu là quá lời rồi. Ok, mình sâu hơn mình có vũ khí rồi này anh em ơi. Qua súng đi con acc. Ui, không có level 7 nhưng mà có 3 khẩu level 4 anh em ơi. Đấy, một khẩu 2 khẩu level 4 này, 2 khẩu level 5 này. Đây, Sargun này anh em ơi.
À, có cả UMP gọi là nong nhong này, 7 đá này anh em ơi. AK M4 là một kim sư tiểu, AK 5 đá này anh em ơi. Ơi AL94 này, MB5 này, ui. M40 chuồn nam này. MB5 7 đá này, ui. M1887 này, M1887 7 đá này anh em ơi. Quá là ngon rồi, quá lời con đạn này rồi anh em ơi. 69 sơ cái súng này. Đấy anh em thấy chưa? Điện thoại thì có 111 khẩu luôn đây, có sờ ca tình yêu này. AK dòng lửa này, ui. M45 mới không kìa. Ui, sờ gun địa hú địa ngục kìa. Rồi M1887 thế giới ngầm kìa. Ui. Theo anh em là mình mua con đạn này với giá 10 của lời hay lỗ gì anh em nhỉ? Theo anh em là có chơi được không? Mình thấy chơi quá tuyệt vời rồi anh em ơi, còn gì nữa. 183 của siêu hiếm, 4 khẩu hiếm gặp nữa này. Một đội con đạn quá ngon rồi anh em ơi. Để mình kiểm tra nhân vật nha anh em ơi. Nhân vật đây có Tatsuya này, có Satino này, có Alok này. Ok, nói chung là full nhân vật. Không còn gì để chê con đạn này nữa anh em ơi. Đấy, mình sẽ xem thẻ vô cực đi. Thẻ vô cực là như nào ra. Ui, thẻ vô gia thì mua 2 mùa anh em ơi. Ui, mua 6, 7, 8 mùa lên kìa. Rất nhiều mùa kiểu vô gia kìa anh em ơi. Đấy, được con đạn anh em ơi, 71 anh em ơi. Thì chắc là bây giờ mình sẽ chơi tặng con đạn anh em ơi. Bây giờ mình sẽ leo được đăng chiến nha. Mình sẽ chơi một trận độc đăng chiến anh em ơi. Thì theo anh em, tất cả những anh em ở đây, anh em nghĩ là mình có lên kiểu như bằng mọi cách là mình lấy lại ạc hay không, hay là mình sẽ chơi con đạc mệt của này để mình thay thế con đạc chính của mình. Con đạc chính của mình chắc chắn là vip hơn con đạc khá là nhiều rồi anh em ơi, nhưng mà giờ biết sao rồi anh em ơi, bây giờ không đòi lại được thì bây giờ đành phải chơi con đạc hải tạo luôn anh em ơi. Hay là mình sẽ cố gắng mình lấy lại con đạc đấy, mình tặng cho anh em con đạc này nhỉ. Nếu như mình lấy được, anh em nào mà lấy lại được hộ mình, ok cái clip này anh em nào mà comment lấy lại được hộ mình con đạc đấy thì mình sẽ tặng cho anh em con đạc này anh em ơi. Ok cho anh em ơi, quá hợp lý luôn đúng không anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ lên, mình sẽ xử lý luôn này anh em ơi. Để xem là kỹ năng của mình khi chơi con này khái niệm nó như nào nha anh em ơi. Đâu rồi chạy đâu rồi ta? À đây. Cha, ui, nghe định làm gì đây? Đang định làm gì tôi đây? Giờ mình sẽ móc qua đít đằng sau này nha anh em ơi. Hợp lý. Ok, 1-0 luôn. Đấy, nói chung là mình cầm con này mới thì mình bắn nó cũng kinh nha anh em nhỉ, cũng có đùa được đâu. Nó cũng ra đạn vào đầu đấy, nhưng mà đầu gối anh em ạ. Ghê okay, thôi mình cầm ở 87 ra xử lý luôn nha anh em ơi. Lợi thằng này bắn như thế hơi lâu anh ạ. Hơi lâu. Hơi lâu. Mày qua đây. Mày qua đây. Ok, 2-1 nha anh em ơi. Hơi loan, bánh xe như nào? Hơi non, ok. Công qua luôn anh em ơi. Tầm này thì sao? Mẹ phải xoắn. Ok, 3-2 luôn. Kết thúc quá nhanh và quá nguy hiểm. Trời ơi, mình mà bắn thật thì nó hơi mệt đấy. Chẳng qua là mình nhường lắm, đúng không anh em? Thằng con lợn kia đâu rồi? Mày qua đây. Mày chỉ được cái trốn nó kỹ thôi. Không thấy rồi anh em ơi, không thấy nó đâu luôn. Nhưng nó chạy đâu rồi? À đây. Yeah, ok, 2 bắt chết luôn, 4-2 luôn. Quá nhanh, lúc mình bắn thật thì nó quá nhanh mà anh em. Đấy, mình bắn giả vờ thì nó cứ như mình bắn ngu, và lúc mình bắn thật thì nó nói chung là kết thúc quá nhanh. Làm ra đây, ta muốn kết thúc được mày luôn thì tao xóa cái... Cái gì đây? Cái gì đây? Rồi! Quả 2 máu mà chết là lõa kìa anh em ơi! Ok, clip của mình đến đây kết thúc rồi! Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi mình nha! Bye bye anh em!